Xin kính chào tất cả các bác. Em sẽ mang cái biển ra đây. Rất lâu rồi em lại về được một đôi Onkyo M88. Đây là một trong những dòng loa cực hay của Nhật Bản. Và trước khi giới thiệu đôi loa này thì xin tất cả những bác lần đầu tiên xem được video clip của em thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn bấm chuông theo dõi để cập nhật hàng ngày những video em giới thiệu cũng như là test sản phẩm và báo giá cập nhật hàng ngày luôn. Và kênh em là một kênh, là một đơn vị chuyên bán hàng nghe nhạc chuyên nghiệp. Và trước mắt các bác đang là đôi loa Onkyo M88, một đôi loa có con tép đáp tuyến đến 70.000 Hz các bác nhá. Modern Twire đây các bác, Modern Twire 322A. Đây là một con tép cực cao cấp của Onkyo, con tép tên lửa các bác nhá, đầu đạn tên lửa. Và đôi loa đẹp, các bác nhìn tình trạng này, em chưa vệ sinh, mới chỉ lau qua thôi các bác, nó đã đẹp như vậy rồi, đẹp gọi là đẹp, xuất sắc các bác nhá. Và đôi loa này mỗi thùng loa nặng đến gần 20 kg, chính xác là 18,5 cân, rất nặng. Đây là một đôi loa giàu nhạc tính, tép nó vươn đến giải tần rất cao, những cái tiếng lý nhí rít 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 như thể ong kêu các bác, cái tiếng cánh ong bay ve 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 ấy, nó sẽ thể hiện được rất là hay. Và con chung của nó có vi tinh chỉnh, tép có vi tinh chỉnh. Con chung này đáp tuyến tần số từ các bác 700 đến 4k5, đáp tuyến rất tốt, nó đáp tuyến đúng đến 4k5 các bác ơi ạ, đúng lên đến con tép luôn đó, 4500 Hz, nó đáp tuyến với nhau nên là cái tiếng tép tiếng chung nó rất đều, nó nhuyễn, nó phi, nó phóng âm ra tai chúng ta, cảm giác cái tiếng âm sắc nó tán rất là tốt các bác. Và đôi loa M88 này một dòng loa, những là một trong những đôi loa Nhật rất hay và nổi tiếng, và nó là dòng cuối số của dòng M các bác nhé. Và nó định hình là tem đỏ các bác, tem đỏ là tem những đôi loa đặc biệt, thường thường những đôi loa có tem màu đỏ, những đôi loa đặc biệt các bác, chất âm rất hay. Và đôi loa này em cũng không giới thiệu nhiều quá nữa, bởi vì khen nó nhiều quá dẫn đến là nó thành gọi là một cái tượng đài các bác. Và em đang đánh nó với con âm ly AXS313, một trong những dòng âm ly đời cao, dòng Super A của Victor các bác, dòng Super A các bác nhá. Và tí nữa em sẽ nói rõ con âm ly đó. Thì em nói tiếp đôi Onkyo M88 này là một trong những đôi loa nó có tiếng bass đánh sâu, lực, trầm ấm, và tiếng trung dày dặn, uyển chuyển. Tép thì vươn đến giải tần 70Hz thì quá mịn rồi, em không phải giải thích nhiều nữa. Và đôi loa này em báo luôn giá 7.800.000 đồng một đôi loa này. Các bác yên tâm, những đôi loa đẹp như vậy trên thị trường không dưới 8 triệu đâu. Thị trường bây giờ là năm 2020 rồi, năm ngoái thì nó tầm 7,5 triệu, 7,8 triệu, nhưng mà năm nay khẳng định các bác đẹp như vậy phải 8 triệu các bác nhá. Những đôi loa này rất là hiếm gặp, cũng như là nó đội giá đó. Các bác nhìn con bát rất là chất các bác nhá. Và bây giờ em sẽ mở các bác nghe thử một lớn một đoạn nữa. Rõ ràng là không thể bàn cãi được con tép. Con tép nó nảy tiếng rất là tuyệt các bác. Và em đang chơi bằng con âm ly Victor, chó thổi kèn các bác. Đây một dòng Victor mặt đen rất là khỏe các bác. Cái máy gấu, máy rất là gấu các bác nhá. Em sẽ, nó đánh bằng, các bác nhìn này, em sẽ lật ngược đít nó lên cho các bác xem. Dần giúp anh lật cái con âm ly này phát. Em xin giới thiệu các bác một con âm ly rất hay của Victor. Lật đít lên anh xem nào. Đây các bác, nó đánh 4 con xăng ken ở góc này đây các bác, 4 xăng ken lớn các bác nhá. Dòng xăng ken lớn, xăng ken vuông loại lớn nhất đấy các bác. Và các bác nhìn này, nó đẹp như mới luôn. Âm ly đẹp như mới các bác nhá. Hàng cỏ nhưng mà đẹp như mới các bác nhìn này. Đẹp như mới luôn. Và đây một trong những dòng mặt đen nghe rất hay, tiếng bass tiếng tép này rất hay các bác. Sạch sẽ, còn nguyên tem nhà sản xuất đấy ạ. Và con này em để các bác giá là 2,8 triệu các bác nhá.
size 40 43 43 gì đó các bác, size 43. Và rất nặng, nguồn lớn các bác, nguồn rất là lớn. Và đặc ưu điểm của những dòng mặt đen này các bác, đánh là nó không nóng các bác, đánh nó chỉ ấm ấm nhẹ nhẹ thôi, nó không nóng. Mà những con mới như vậy thì các bác chơi quá đáng đồng tiền luôn, chất âm vượt vượt xa đồng tiền các bác. Low lướt đầy đủ các bác nhá. Low lướt bass chét, ba lăng cơ bản thôi. CD AUX tuner phono. Đấy, tape đầy đủ các cổng ăn chơi. Và bây giờ em xin mở lớn một đoạn nữa cho các bác tổng âm. Em xin báo giá lại là chiếc âm đi giá 2.8 triệu Victor AX 313. Victor AX 313 và 2.8 triệu và đôi loa Onkyo M88 giá 7.800.000 đồng. Đây căng đầy đủ các bác nhé. Vậy là cả bộ cấu hình này là 2.8 triệu cộng với 7.800, vậy là 10.600.000 đồng. 10.600.000 đồng các bác nhé. Chất âm vượt xa tầm tiền luôn. Rồi, xin kính chào các bác. Các bác có nhu cầu thì hãy nhắn tin cho em qua số điện thoại 098 119 3686, em giao hàng toàn quốc. Nếu gọi cho em không nhấc máy được thì các bác cứ nhắn tin giúp em. Rồi, bây giờ em xin tắt video tại đây.